Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Và lời đầu tiên, mình được Tử Vi thay mặt cho 30 tập chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị. Lời chúc đón xuân năm Giáp Thìn, tấn tài, tấn lộc, tấn công danh, chung vui hưởng phúc bên con cháu, trăm sự bình an và sự lành. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài báo mộng, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tiền rơi thẳng mặt, trúng lớn 100 tỷ cầm tay, mua nhà, tậu xe trong tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Quý vị thân mến, cuộc sống là một hành trình với rất nhiều gian nan, thử thách. Để có thể thành công, bạn phải gan góc đánh bại định kiến, nỗi lo lắng và sẵn sàng tiến về phía trước. Dù có xuất phát điểm ở vạch đích hay bần hàng khốn khó, chúng ta đều mong muốn có một tương lai sáng lạn, đường công danh rộng mở. Thế nhưng đời người lại nằm ở chữ mệnh, có người cày cuốc như trâu, lo đăm lo chiêu ngày đêm để làm giàu, chỉ đủ lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Có người quý nhân đãi kẻ khù khờ, họ không quá quan tâm đến tiền bạc thì tiền lại ùng ùng kéo về với họ. Các nhà tử vi học phương Đông cho biết, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tuổi trẻ va vấp và trải đời khá sớm, nên con giáp này rất độc lập, có xu hướng tự lực cánh sinh, không muốn nhờ vả ai. Nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi, bản mệnh là người bản lĩnh. Vượt ải thành công, vận may tích tụ, tiền đến mỏi tay, đón được ý trời, thần tài báo mộng, vận số giàu sang, phất lên thành đại gia, trả sạch nợ nần, tiền kéo về chật két. Vậy trong tháng 2 này, công danh, tài lộc, gia đạo, sức khỏe của bản mệnh ra sao, làm gì để rước tài lộc về nhà? Mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thần tài báo mộng, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tiền rơi thẳng mặt trúng lớn 100 tỷ cầm tay, mua nhà, tậu xe trong tháng 2 âm lịch. Đầu tiên, luận giải ý nghĩa dân gian của tiết kinh chập tháng 2, theo lịch phương Đông, tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi sắc, thực vật ươm mầm nảy chồi, cảnh xuân tươi tốt nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giả tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết kinh chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực, ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tuyệt đối tránh thức khuya, đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Tiếp theo, xét về tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo tử vi chọn đời cho biết, từ lúc còn nhỏ, Quý Mão đã là những đứa trẻ khá bướng, uốn nắn, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch. Khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ, cương nghị. Họ là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Người này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Bạn có ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu trí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp nên đôi khi trở nên tự phụ và ngạo mạn. Bất cần điều này có thể ảnh hưởng đến vận trình thăng tiến của bản mệnh. Bản mệnh với nạp âm hành kim, do can quý thủy ghép với chi mão mộc, thủy sinh nhập mộc, can sinh chi, thuộc lứa tuổi có năng lực đầy đủ,
căn bản vững chắc hơn người, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại ở tiền vận. Vì nạp âm khắc chi, nên thời trung vận một số người có thể gặp nhiều hoàn cảnh không xứng ý toại lòng, song về hậu vận, đời sống trở nên an nhàn và thanh thản hơn. Nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm cùng nghị lực với sự phấn đấu của bản thân từ trung vận, họ không phải là người thiếu tiền. Tuổi Mão có khả năng kiếm tiền, bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình. Mèo sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Quý Mão sẽ không chỉnh mãn trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui, tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Những người cầm tin Quý Mão thường là những người giàu có. Tuổi này thời trẻ phải long đong, về sau phú quý, sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa sức thể hiện tài trí của mình. Gia đạo của tuổi Quý Mão có nhiều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về tiền. Các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Tính cách của họ phản ánh theo nguyên tắc hành chính trong phong thủy. Họ có những điểm nổi bật đặc biệt, năng động, quyết đoán và ý nghĩa phải làm, đam mê và sự quyết tâm giúp họ vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu. Họ thông minh, sáng tạo, linh hoạt trong tư duy và có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp. Sự thật thông minh giúp họ thành công trong các lĩnh vực yêu cầu sáng tạo và đổi mới. Khả năng giao tiếp và phán xét của họ rất xuất sắc. Họ hiểu người khác, đồng cảm với cảm xúc của họ và có khả năng thuyết phục trong đàm phán. Điều này giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt trong xã hội và kinh doanh. Họ cũng rất độc lập và tự lập, không thích bị ràng buộc và thường tự tìm hướng giải quyết cho vấn đề của mình. Họ có niềm tin sắt đá, một khi đã quyết định điều gì thì làm cho đến cùng, ít khi chịu bỏ ngang. Quý Mão thuộc mẫu người đa tài, đa năng, nhiều khả năng về khoa nhân văn, đã có một số người nổi tiếng về nghiên cứu ở lĩnh vực này. Tuổi Quý Mão rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính, ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý, thường có thành tựu cao, tính công tâm, nghiêm túc đưa một số người có duyên với luật pháp, thẩm phán, tư duy nhạy bén, chính xác của họ rất lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý. Bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về tiền. Các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về bản thân, bao gồm niềm tin và kỳ vọng của bạn về những gì bạn có thể làm, quyết định mọi thứ xảy ra với bạn trong tương lai. Khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thay đổi cuộc sống, cũng giống như những lời nói tích cực hoặc một câu nói hài hước đúng lúc có thể khiến ai đó mỉm cười và truyền động lực để bạn trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Phật bản mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Phật bản mệnh của bạn. Ngài không chỉ là vị Phật gia hộ, độ trì cho người tuổi này mà còn giúp bổ khuyết những khiếm khuyết trong tính cách của người tuổi Mão. Người tuổi Quý Mão thờ Văn Thù Bồ Tát sẽ được hưởng ánh sáng trí tuệ của Ngài, từ đó mà có được năng lực và trí tuệ sáng suốt, có thể tự xoay chuyển khốn cảnh, thay đổi cuộc sống của mình. Tiếp theo, xét về cung mệnh tuổi Quý Mão 1963. Đối với nam mạng Quý Mão sinh năm 1963, cung mệnh, mệnh kim, kim bạch kim, vàng pha bạc, tuổi Quý Mão nam khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh, tương sinh, mệnh, thủy, thổ, tương khắc, mệnh mộc, hỏa, tam hợp, hợi, mão, mùi, tứ hành xung, ý, ngọ, mão, dậu, con số hợp, nam hợp các số 1, 6, 7, màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, màu tương sinh, màu vàng sẩm, nâu đất, thuộc hành thổ. Màu không hợp, kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Cuộc đời, nhìn chung cuộc đời nam tuổi Quý Mão khá tốt đẹp, mọi việc đều thuận lợi như ý, ở trung vận gặp nhiều may mắn, nên sự nghiệp rất phát triển, đến hậu vận sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn. Tình duyên của nam tuổi Quý Mão có sự thay đổi tùy vào từng tháng sinh âm lịch, sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch. Những người sinh vào các tháng này sẽ phải trải qua hai lần thay đổi tình duyên. Sinh các tháng 3, 4 âm lịch, những người sinh vào hai tháng này có đường tình duyên tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Sinh vào các tháng 5, 6, 9 âm lịch, những người sinh vào các tháng này có đường tình duyên trắc trở, cuộc đời phải trải qua tới 3 lần thay đổi tình duyên mới có được hạnh phúc. Gia đạo và công danh sự nghiệp, nam tuổi Quý Mão có gia đạo ấm êm, hạnh phúc, nhưng về khía cạnh công danh chỉ mở mức trung bình.
bởi nhận được phúc phần nên năm tuổi Quý Mão có sự nghiệp suôn sẻ và tài lộc sung túc. Hợp với nam mệnh, làm ăn, kinh doanh, nam tuổi Quý Mão nên hợp tác làm ăn cùng các tuổi sau đây để gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, kết hôn. Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu. Tuổi không hợp, Kỵ, Nhâm Tý, Canh Tý, hướng hợp với năm 1963, hướng tốt, Đông, Thiên Y, Nam, Phúc Đức, Bắc, Phục Vị, Đông Nam, Sinh Khí. Hướng xấu, Tây, Hỏa Hại, Đông Bắc, Ngũ Quỷ, Tây Nam, Tuyệt Mệnh, Tây Bắc, Lục Sát. Đối với nữ mệnh Quý Mão sinh năm 1963. Cung mệnh, mệnh Kim, Kim Bạch Kim, Vàng Pha Bạc, tuổi Quý Mão, nữ Cấn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh, tương sinh, mệnh, thủy, thổ, tương khắc, mệnh mộc, hỏa. Con số hợp, nữ hợp các số 2, 5, 8, 9. Màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, màu tương sinh, màu vàng sẩm, nâu đất thuộc hành thổ. Màu không hợp, kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Cuộc đời, tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp, thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không có cực khổ lo lắng. Phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, phần công danh được lên cao nhanh chóng và có nhiều điều tốt đẹp vào thời gian tiền vận và trung vận. Tình duyên, chuyện tình duyên của người nữ tuổi Quý Mão tùy thuộc vào từng tháng sinh âm lịch, chi tiết như sau. Sinh vào tháng 1, 7 âm lịch, người sinh vào hai tháng này phải trải qua nhiều lần thay đổi lương duyên mới có được hạnh phúc viên mãn. Sinh vào tháng 2, 5, 6, 9, 10, 11 âm lịch, đường tình duyên của những người sinh vào các tháng này khá lận đận, cuộc đời phải trải qua hai lần thay đổi tình duyên. Sinh vào tháng 3, 4, 8, 12 âm lịch, những người sinh ra vào các tháng này có đường tình duyên vô cùng tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vẹn toàn. Gia đạo và công danh sự nghiệp, nữ tuổi Quý Mão có gia đạo êm ấm và hạnh phúc, đường công danh, sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi ở trung vận. Những người nữ tuổi này được hưởng phúc phần về tài lộc nên cuộc sống của họ luôn đủ đầy, sung túc. Tuổi hợp với nữ mệnh, làm ăn, kinh doanh, nữ tuổi Quý Mão nên hợp tác làm ăn cùng với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Đinh Mùi, kết hôn. Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu. Tuổi không hợp, Kỵ, Nhâm Tý, Canh Tý. Hướng hợp với nữ mệnh 1963, hướng tốt, Tây, Thiên Y, Đông Bắc, Sinh Khí, Tây Nam, Phục Vị, Tây Bắc, Phúc Đức. Hướng xấu, Đông, Hỏa Hại, Nam, Lục Sát, Bắc, Tuyệt Mệnh, Đông Nam, Ngũ Quỷ. Vậy, vận trình bốn phương diện của tuổi Quý Mão trong tháng 2 âm lịch biến động như thế nào, thay đổi ra sao? Mời quý vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé! Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Quý Mão trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch, vận khí của quý bác trong tháng mới có hung có cát, nhưng nhìn chung sẽ tương đối ổn định, không gặp trở ngại nào quá lớn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy cuộc sống đều đều quá mức buồn tẻ, nên tự tìm kiếm niềm vui để lên dây cót tinh thần với những người còn đang đi làm và đương chức. Vận trình sự nghiệp cô bác trong tháng mới không có nhiều biến động, việc vốn như nào thì cứ làm như thế, bạn cũng không gặp trở ngại nào quá lớn. Tháng này có sự xuất hiện của cả hung tinh thái tuế và cát tinh thiên ấn. Vận khí có hung có cát, có khó khăn cũng có cả thuận lợi, chủ yếu sẽ dựa vào trạng thái và tinh thần làm việc của con giáp này. Để quyết định hung nhiều hơn hay cát nhiều hơn, trong tháng bản mệnh có thể phải đối mặt với một số thử thách, áp lực và cả cạnh tranh. Nhưng đó đều là những vấn đề ai cũng sẽ có lúc gặp phải, chỉ cần làm việc tập trung và chăm chỉ, bạn hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh nên tâm tính con giáp này có nhiều thay đổi, rất dễ nảy sinh sự tiêu cực, tự đẩy bản thân vào bế tắc. Cho dù gặp phải những rắc rối nhỏ cũng khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, đa phần theo hướng bi quan, thành ra buồn rầu, không có ý chí cố gắng vươn lên. Khuyên cô bác, tính cách nóng này dễ làm hỏng việc, vì vậy với đồng nghiệp nên dĩ hòa vi quý, đồng thời trong quá trình làm việc hàng ngày cũng nên chú ý cách nói năng, hành xử của mình. Để không vướng thêm vào nhiều chuyện rắc rối, chẳng ai muốn làm việc với một người lúc nào cũng uể oải, thiếu tinh thần đóng góp, ngay cả bản thân bạn cũng vậy phải không? Quý cô bác nên an hưởng tuổi già, lấy công việc làm vui, không nên quá mưu cầu danh lợi, tiền bạc, địa vị, nên sống vì bản thân, những người thân yêu, tận hưởng cuộc sống. Tiếp theo, xét trên phương diện tài lộc tháng 2 âm lịch của tuổi Quý Mão 1963. Tiếp đà đi lên của sự nghiệp, trên phương diện tài lộc,
người tuổi Quý Mão hầu như không có biến động lớn mà dần đi vào ổn định. Theo chiều hướng tích cực hơn, thu nhập của bạn khá đều đặn, gần như không có áp lực kinh tế nào, có thể an ổn lo làm ăn. Tuy nhiên, trong tháng không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có thái tuế hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn kinh doanh. Đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao, chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, chớ liều lĩnh. Hơn nữa, vừa mới ra Tết, vẫn còn dư âm của tháng ăn chơi, trạng thái tinh thần của bạn không cao, tâm lý lười biếng và ngại tính toán việc gì đó quá phức tạp, sẽ khiến bạn làm việc hời hợt, qua loa, đây là điều tối kỵ trong kinh doanh, bạn nên tránh để không tự ném tiền qua cửa sổ. Bản mệnh cũng nên chú ý kiểm soát chi tiêu trong tháng này, lập kế hoạch tiết kiệm và quản lý tài chính hợp lý, tránh tiêu dùng quá mức. Tháng này, bạn có thể gặp một số rắc rối do chi tiêu gia đình tăng cao hoặc xuất hiện các khoản chi khẩn cấp. Bạn cần đảm bảo ngân sách và kế hoạch chi tiêu của mình luôn ổn định và thực hiện việc tiết kiệm nhiều hơn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Quý Mão trong tháng 2 âm lịch. Vận trình tình cảm gia đạo của người tuổi Quý Mão trong tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn duy trì ở mức hài hòa. Các mối quan hệ ít có xáo trộn, tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình đều không có biến động mang tính chất tiêu cực nào xảy ra. Tuy nhiên, những người đã lập gia đình thì cần trò chuyện tâm sự với nửa kia nhiều hơn, ở bên cạnh nhau lâu, có thể khiến người ta quên đi những hành động ngọt ngào và tình cảm của thuở mới yêu. Nhưng tình cảm thiếu sự lãng mạn sẽ khó tránh phai nhạt, bạn vẫn nên có những hành động chủ động thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, đừng chỉ biết nhận nếu có điều gì buồn phiền hoặc không vừa ý. Bản mệnh nên chủ động chia sẻ với nửa kia, không nên giấu giếm trong lòng, khiến tinh thần thêm mệt mỏi, căng thẳng, vợ chồng nên cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không nên ai làm việc của người ấy. Với người độc thân, những suy nghĩ bi quan có thể cản trở nhân duyên của bạn, tháng này bạn có phần sống khép mình hơn, chỉ muốn vui trong thế giới của riêng mình mà không mở rộng với người khác. Trên thực tế, tháng này cũng không có nhiều đối tượng khả quan đến với bạn, nếu muốn, bạn vẫn có thể giữ liên lạc với họ, nhưng không nên vội vàng, nên bầu bạn với nhau lúc tuổi già. Cuối cùng, phương diện sức khỏe tuổi Quý Mão tháng 2 âm lịch. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Mão tuổi đã cao, với hung tinh nguyệt lệnh lâm đất bệnh sẽ không tốt cho sức khỏe của cô bác trong tháng này. Dù không mắc phải bệnh tật nghiêm trọng, những bệnh vặt khó tránh, nhất là thời điểm này nồm ẩm thay đổi thời tiết giao mùa. Hơn nữa, con giáp này có thể phải chịu một số tác động tiêu cực do tinh thần xuống dốc, dễ bị stress, khiến cơ thể suy nhược. Bản mệnh chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đồng thời chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng, cũng như chú ý đến việc quản lý cảm xúc, tránh làm việc quá sức gây căng thẳng tinh thần, đi chơi với bạn bè là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng. Đối với những người tuổi Mão lái xe, bạn nên đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn, tuân thủ luật lệ giao thông và không bao giờ vượt đèn đỏ. Sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người, những vũ khí bảo vệ nó không phải là gương giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ. Trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình, đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 2 âm lịch để mệnh chủ Quý Mão có những kế hoạch phát triển phù hợp. Tử Vi tuần 1, tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Quý Mão bước vào tuần thứ nhất của tháng 2 năm Giáp Thìn, thường xuyên rơi vào lo lắng, bản mệnh sẽ khá chật vật trong việc cân bằng giữa gia đình, giải trí và công việc. Điều này khiến bạn dường như muốn nổ tung, nhưng may mắn có Thái Dương trợ lực nên bản mệnh hãy cứ an tâm, cố gắng theo năng lực của mình. Có thể ban đầu có nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng hứa hẹn kết quả cuối cùng rất xứng đáng để bạn tốn nhiều công sức. Lời khuyên là hãy sắp xếp lịch trình cho hợp lý, bạn nên ưu tiên việc công, tập trung hoàn thành từng việc một. Xong công việc rồi thì muốn đi chơi hay làm gì cũng được, cuối tuần sẽ là thời điểm phù hợp để bạn dành thời gian cho gia đình. Tử vi tuần 2, tháng 2 âm lịch tuổi Quý Mão. Bước sang tuần này, con giáp Quý Mão đủ bình an để nhìn nhận mọi việc thấu đáo hơn. Không những thế, mọi thứ sẽ diễn biến theo đúng như tiến trình bạn mong đợi, không phải lo lắng nhiều, vận trình tình cảm của bản mệnh không được tốt. Dự báo sẽ có nhiều tranh cãi xảy ra với bản mệnh, tránh đôi co hay tranh luận kéo dài với bạn đời, vì nếu xảy ra cãi lộn thì cả hai đều sẽ là người thua cuộc. Đây được dự đoán là một thời gian tuyệt vời nhất khi đời sống tinh thần và vật chất của bạn sẽ ngập trong sự đủ đầy, dư giả và phong phú. Khi bạn đi đúng đường thì kết quả cuối cùng chỉ là câu trả lời mà thôi, vì thế hãy cứ tận hưởng hành trình của mình. Tuy nhiên, Thái Tuế xuất hiện trong thời gian này để nhắc nhở bạn luôn đề cao cảnh giác, hãy cẩn thận khi di chuyển.
nhất là trong những chuyến công tác vài ngày, những ai ưa thích tốc độ và những môn thể thao mạnh cần thận trọng vì có thể xảy ra tai nạn. Tử vi tuần 3, tháng 2 âm lịch tuổi Quý Mão. Tuần thứ 3 của tháng 2 âm lịch này, Quý Mão tự gieo các rắc rối cho mình vì bạn không nhận ra rằng bản thân đang khá tham lam, vừa muốn đạt được kết quả cao trong công việc, kiếm được nhiều tiền lại vừa có thể vui chơi thỏa sức và ở bên người thân. Bạn nên có sự ưu tiên cho từng việc trong từng thời gian nhất định của mình mà thôi. Đương số có cảm giác muốn bỏ cuộc trong mối quan hệ hiện tại khi mà bạn cảm thấy rằng hai người không có tiếng nói chung. Thế nhưng, giữa hai người vẫn còn rất nhiều ràng buộc, do đó thay vì muốn buông ra, thì bạn hãy tìm cách để cải thiện tình hình trong khả năng của mình. Đúng lúc này bách việc ghé thăm, nên có rất nhiều cám dỗ bên ngoài khiến bạn có chút tình cảm với họ, nhất là khi nhà cửa xáo trộn, bên ngoài lại mang lại cho bạn sự bình yên, thì nguy cơ bạn sa ngã rất cao. Do đó, thời gian này khuyên bản mệnh tỉnh táo để thoát ra khỏi những điều tương tự như thế, tránh để lại hậu quả lớn về sau. Một số công việc gia đình sẽ chiếm trọn thời gian của bạn trong những ngày cuối tuần, dù khá mệt, nhưng bạn cảm thấy rất thỏa mãn vì cuối cùng cũng giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy, đồng thời đem lại niềm vui cho người thân. Tử vi tuần 4, tháng 2 âm lịch tuổi Quý Mão. Vào tuần cuối của tháng, khi bạn biết rút kinh nghiệm, bạn không còn ôm hàng đóng việc để làm như thời gian trước. Lúc này bạn đang giảm tốc độ, như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tránh ra đường khi trời đã khuya. Ở khía cạnh tình cảm, gia đạo Quý Mão có hiểu nhầm thì đừng tìm cách làm sáng tỏ vấn đề vào lúc này, hãy chờ cho tới tháng sau, nếu không cả hai có thể phải hối tiếc vì sự lỡ lời của mình. Sức khỏe của Quý Bắc không được tốt với tác động của thiên cầu hung tinh, lời khuyên là bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Nếu vừa mệt lại vừa quá bận rộn với công việc thì bạn sẽ dễ bị kiệt sức hoặc thậm chí là nhập viện. Tuần này dù có nhiều thăng trầm nhưng con giáp tuổi Quý Mão hãy luôn giữ niềm tin tích cực nhé, vì cuối tuần mới là thời gian rực rỡ nhất của bản mệnh. Thiên tài ghé thăm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tiền bạc, việc buôn bán thuận lợi, có nhiều đơn hàng hơn bạn từng nghĩ. Quý vị thân mến, cùng là một tuổi nhưng không phải ai cũng giống ai. Tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về tử vi chi tiết năm tháng sinh may mắn cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963. 1. Vận mệnh người tuổi Quý Mão, sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giêng. Thời điểm này trong năm rơi vào tiết Tân Xuân là lúc nên hoan nghỉ mừng đón xuân về, nên người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời. Cuộc đời no ấm, đủ đầy, tuy nhiên con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở thì số phận bất long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. 2. Vận mệnh người tuổi Quý Mão, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cối lại xung xuê tu ô tốt, xem vận mệnh của người tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch. Đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời, tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ, uyên bác, đa tài, học trọng biết nhiều, bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ. Người sinh năm Mèo vào tháng 4 đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội, học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào, nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý. Cuộc đời người tuổi Mão sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Bạn có thể xem thêm tử vi chọn đời của người tuổi Mão để biết rõ hơn về số mệnh của mình. 3. Vận mệnh người tuổi Quý Mão, sinh tháng 6 âm lịch. Rơi vào tiết Tiểu Thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi, vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát chỉ huy, trên con đường công danh sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. 4. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, sinh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Quý Mão không được kiên cường cho lắm, họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi,
chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú đại cát. Chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng. Không biết đủ mà oán trách ông trời, than thở mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng nhục chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói, khuyết điểm lớn nhất của bản mệnh sinh vào tháng 9 âm lịch chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. 5. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 12 âm lịch, tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết Tiểu Hàn trong năm, đây là người tư chất thông minh đỉnh ngộ, khéo léo giỏi giang, họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì, nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu tự tại chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì, là người khoan dung và độ lượng. Người tuổi Quý Mão sinh tháng Chạp tính tình phóng khoáng, lại được trời thương nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, từ trung vận, không nhờ cậy đến ai mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực. Người này kết hôn muộn thì dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, từ năm 40 đến 45 tuổi, có thể nhìn thấy con cái thành danh, gia sản trong nhà càng ngày càng thêm sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên cuộc sống gia đình có thể trải qua nhiều điều không như ý, hung họa có thể ập xuống bất cứ khi nào, chớ nên lơ là cảnh giác để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình. Quý vị thân mến, khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng, tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta nói tôn trọng người già và yêu trẻ, thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà là đức độ của người già, người sống hiền lành có đức thì mới được tôn trọng. Tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ, con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng. Đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với tất cả mọi người xung quanh, bạn không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm, chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. Nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già, không phải lúc nào cũng có thể chỉ an nhàn hưởng thụ, mà còn cần vuông đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc bảo đảm cho hạnh phúc về sau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.